Xin chào mọi người nha. Bữa nay bên shop mình mới về các mẫu hàng nữa thì mình đây mình giới thiệu nhanh với các bạn luôn. Trong vòng vài phút thôi nha. Không tốn thời gian của các bạn. Ở dưới này là những mẫu inox nè. Inox 304 chống gỉ sét nè. Ok, mình sẽ giới thiệu từ thấp lên cao nha. Nói nhanh gọn nè. Ná nhện nè. Ná nhện loại 1 70k. Một ná 1 dây kèm phụ kiện đầy đủ nha. Có lục giác luôn. Quanh hết nè. Quanh hết thân công là 100k. Một ná 1 dây. Cũng kèm phụ kiện. Ok. Quanh hết thân thẳng là 110k. Cái này các bạn có thể dây kẹp nè. Còn không các bạn có thể chơi dây gài vô đây luôn nha. Dây gài. Ok. Nói nhanh đi. Phượng hoàng bạc nè. Phượng hoàng. Cái này không phải bạc nha mọi người. Phượng hoàng bạc hết rồi. Này phượng hoàng xanh. One hit cải tiến. 130k. Một ná 1 dây kèm phụ kiện đầy đủ. Phụ kiện của nó là sẽ khi gửi cho các bạn nó sẽ như vậy nè. Đó, có phụ kiện đây nè. Đầy đủ các bạn. Nó nhanh luôn. Ok, xong mấy thằng này nha. Rồi dây nè. 10k một cộng. Dây nào cũng vậy hết. Này, dây mỏng nè. Dây mỏng nè mọi người. Dây dày nè. 1 ly 2 nè. Cứ 10k một cộng. Cộng nào cũng như cộng nào hết. Dây mỏng, dây dày vậy. Cái nào cũng vậy hết trơn mọi người. Ưng nào lấy đó. Ok, 4 mẫu rồi đúng không? Bây giờ tới những dòng inox nè. One hit nè. Inox 304 chống gỉ sét. Một ná, một dây. Kèm phụ kiện hết, tất cả đều đầy đủ phụ kiện. Muốn gửi cho các bạn nó sẽ như thế này nè. Cái này là mình mở ra cho các bạn coi. À, hàng quá là rất là nhiều các bạn. Nè. Rất là nhiều. Không các bạn không lo hết hàng nha. Chỉ có thằng này nè. Thằng này là còn có một cây duy nhất nè. Mà hết là đợt này mình không lấy nó về nữa, còn lại là đang rất là nhiều. Ok, thằng này là một ná một dây kèm phụ kiện nè, 160k. Inox 304 chống gỉ sét. Mặt quỷ. Inox 304 chống gỉ sét. Chống gỉ sét nha mọi người. 180k, một ná một dây kèm phụ kiện. Thằng này mệt. Inox 304 chống gỉ sét. Một ná một dây kèm phụ kiện đầy đủ. Cái này là nó chưa có gắn cái cục này vô nha mọi người. Dòng này nó chưa gắn vô. Thì lúc mà giao hàng cho các bạn nó sẽ như thế này nè. Đây nè. Phụ kiện nó đây nè. Các bạn tự cột vô. Một ná một dây. Đó, hai này là đồng giá nè, 180k nè. Rồi thằng này nè. UFO. Inox 304 chống gỉ sét. Bo từng khía cạnh luôn nha mọi người. Rất là chất nha. Một ná, một dây kèm phụ kiện nè. 200k. Bạn nào mua ná, muốn mua thêm dây thì cứ mua. Dây là 10k một cộng. Nếu mà mua 5 cộng mình tặng 1. Mua 5 tặng 1. Mua cho, tặng cho anh em chơi. Mua 5 tặng 1 nha. Cái này là chưa bao gồm phí ship nha. Địa điểm mình bán là phường 1 thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ok, còn đạn nè. Anh em Hậu Giang ghé mua nè. 60k. Đạn 6 ly 3, 1 ký 60k. 6 ly 3 nha, 1 ký 60k. Mình không, cái này mình không ship nha. Cái này anh em nên tìm chỗ gần mua, đừng mua những chỗ xa nha, mắc lắm anh em ơi. Tại vì phí ship nó nhiều lắm. 1 ký nó nặng quá, phí ship nhiều quá. Bán tại chỗ 60k. Phường 1 thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ok, nói sơ qua thôi, anh em nào mua hàng ưng cái gì á thì cứ nhìn cho kỹ hàng, hồi nãy giờ mình để anh em nhìn kỹ rồi đó. Hàng loại 1 hết, tất cả loại 1. Anh em được quyền coi hàng. Ok. Anh em xem video thì cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Anh em nào mua hàng á thì ở trên phần tiêu đề nè, dưới phần mô tả nè là mình có để số điện thoại cộng luôn Facebook, Zalo là cái số điện thoại đó đó.
anh em có thể truy cập vô Facebook, Zalo bằng số điện thoại đó luôn, hoặc là gọi trực tiếp nhanh gọn. Đó, tổng cộng là 8 mẫu, 4 mẫu inox có tên đầy đủ nha anh em. Anh em khi mua hàng thì nhớ nói tên đầy đủ của nó nha. Ví dụ thằng này One Hit inox 304. Đó, thằng này One Hit thân công, thằng này thì One Hit thân thẳng, nãy mình nói rồi ha. Mặt quỷ UFO nè, chữ UFO nè, nè đạn 6 ly 3, ok, ná nhện nè, nó có tên này đủ hết. Phượng Hoàng Xanh, One Hit cải tiến Phượng Hoàng Xanh. Đó, sơ sơ vậy đó, là anh em ân gì anh em alo cho mình nha. Anh em nào ở gần thì ghé mình mua luôn khỏi tốn ship. Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ok, chào anh em nha, tạm biệt anh em.